Bố chuyển toàn bộ khối tài sản 2 tỷ đô la Mỹ vào ngân hàng để làm từ thiện sau khi qua đời. Tỷ phú Yu Pang Lin đã nói rằng: "Nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, gia sản của tôi sẽ chỉ làm hại chúng mà thôi." Cho đi chính là hạnh phúc tỷ phú Yu Pang Lin, nhà tài phiệt khách sạn và bất động sản từng đứng đầu danh sách các nhà từ thiện của tạp chí Huran suốt 5 năm liên tiếp, đã qua đời tuần trước ở tuổi 93. Ông sáng lập quỹ từ thiện Yu Pang Lin để hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cứu trợ thiên tai. Năm 2010, tại một buổi tiệc, ông tuyên bố sẽ chuyển số tài sản trị giá 9,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ vào ngân hàng. Chúng sẽ được làm từ thiện sau khi ông qua đời. Yu Pang Lin là tỷ phú Trung Quốc đầu tiên cho đi toàn bộ tài sản của mình. "Nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, gia sản của tôi sẽ chỉ làm hại chúng mà thôi," ông nói. Tỷ phú Yu Pang Lin đã nói rằng: "Nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, gia sản của tôi sẽ chỉ làm hại chúng mà thôi." Tỷ phú Yu Pang Lin sinh năm 1922 trong một gia đình buôn bán ở tỉnh Hồ Nam. Nhiều năm qua, ông đã quyên góp tổng cộng 25 triệu nhân dân tệ nhằm cải thiện sức khỏe cho người dân địa phương, mong muốn giúp đỡ mọi người của Yu nhen nhóm từ khi ông còn trẻ. Những năm 1940, ông là phóng viên cho một tờ báo và có cơ hội tiếp xúc với nhiều người nghèo. Năm 1958, ông tới Hồng Kông và làm đủ nghề để kiếm sống, từ nhân viên dọn dẹp cho tới công nhân xây dựng. Sau đó, ông mở công ty bất động sản và dần lấn sân các lĩnh vực khác như du lịch, khách sạn và y tế. Trước khi qua đời, tỷ phú Yu Pang Lin là chủ tịch hãng bất động sản Phu Tắc và khách sạn Shenzhen Pang Lin. Năm 1988, ông từng chia sẻ bí quyết thành công rằng: "Dù là các công việc địa vị thấp, kể cả khi cọ toilet, tôi vẫn cố gắng là người cọ sạch nhất." Nhiều năm qua, ông đã quyên góp tổng cộng 25 triệu nhân dân tệ nhằm cải thiện sức khỏe cho người dân địa phương. Những năm 1980, tỷ phú Yu Pang Lin bắt đầu quyên góp tiền xây dựng trường học, trạm y tế, tuyến xe buýt công cộng, đường hầm, đài phun nước và các dự án cơ sở hạ tầng khác. Năm 2007, ông lọt vào danh sách những nhà hảo tâm lớn nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn. Ông cho biết những đóng góp cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình xuất phát từ ký ức thời ấu thơ, khi ông chứng kiến các bệnh nhân qua đời vì xe cứu thương không đến kịp. "Khi ấy tôi quyết tâm một ngày nào đó sẽ mua xe cứu thương cho họ," ông nói. Ông cũng từng chia sẻ làm từ thiện chính là bí quyết giúp ông sống thọ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.